Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 2 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hội đồng dân tỉnh Quảng Nam khóa 9 tổ chức kỳ họp thứ 18. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ chiến sĩ, cán bộ, nhân dân đã thiệt mạng trong các đợt bão lũ, sạt lở núi vừa qua. Đoàn công tác của tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm hỏi động viên và trao tặng kinh phí hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai. Sáng nay ngày 2 tháng 11, các trường trên địa bàn huyện Nam Trà My đã đón học sinh trở lại. Riêng học sinh ở xã Trà Leng chưa thể đến trường do điều kiện cơ sở trường lớp chưa khắc phục xong. Các tuyến đường trên địa bàn xã còn bị cô lập. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, sáng nay tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội bước vào đợt họp tập trung để nghe tờ trình về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện một số dự án hồ chứa nước và tiến hành thảo luận về một số nội dung quan trọng khác. Trước khi bắt đầu phiên họp, để tưởng niệm đồng bào tử nạn, chiến sĩ, hy sinh do bão lũ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội dành một phút mặc niệm. Mở đầu buổi làm việc, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Thang, tỉnh Ninh Thuận, dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Sau đó, Quốc hội dành thời gian tiến hành thảo luận tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Theo ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, trong giai đoạn 2016-2020, bên cạnh những thuận lợi, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có quá nhiều khó khăn thách thức mà đất nước ta phải đối mặt và vượt qua, nhất là năm 2020 khi đại dịch COVID-19 đã gây ra những khủng hoảng mang tính toàn cầu với những hệ lụy tác động vô cùng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Thiên tai, bão lụt liên tiếp xảy ra, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản. Song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu rất quan trọng, ấn tượng và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội trong năm 2020 và 5 năm 2016-2020. Chúng ta vượt qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khống chế cái đại dịch lần 1 rồi lần 2. Chúng ta khống chế rất là tốt. Được bạn bè cả thế giới người ta ngưỡng mộ, cũng học tập, rồi gánh rất là nặng cái hậu quả của liên tiếp lũ trồng lũ, bão trồng bão, cho nên nó gây ra thiệt hại kể cả vật chất, kể cả tinh thần rất là lớn. Nhưng mà rồi chúng ta cũng cố gắng dần dần vượt qua, đặc biệt là khống chế cái dịch, là một trong những quốc gia rất ít chúng ta tăng trưởng dương, mặc dù nó khó khăn dồn dập như vậy, thì ta thấy được cái vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và đồng hành của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính phủ và tổ chính phủ, để chúng ta mới vượt qua được những khó khăn đó, những thách thức như thế, để giữ vững được mấy cái vấn đề lớn chúng ta thấy. Mà sắp tới đây khi thảo luận về nghị quyết đợt 13, chúng ta cũng phải thấy rõ được những cái vấn đề lớn về kinh tế vĩ mô, những cái cân đối lớn của nền kinh tế chúng ta giữ được cái lạm phát, giá cả nó không có leo thang. Đó là những vấn đề lớn, an ninh trật tự chúng ta đảm bảo, quốc phòng chúng ta đảm bảo. Một số ý kiến đề nghị cần tiếp tục tập trung thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu phát triển, dành nguồn lực thỏa đáng cho công tác giảm nghèo, tránh nguy cơ tái nghèo, chú trọng hơn nữa đến công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động. Sáng nay, Hội đồng dân tỉnh Quảng Nam khóa 9 tổ chức kỳ họp thứ 18. Đây là kỳ họp chuyên đề xem xét quy định một số nội dung, đó là cho ý kiến và quy định đối với 11 báo cáo, tờ trình, đề án và nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Nguyễn Hoàng Minh chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Tại phiên khai mạc, các đại biểu cũng đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cán bộ chiến sĩ hy sinh và người dân thiệt mạng trong các đợt bão lũ vừa qua và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ, bão.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Văn Việt Cường nhấn mạnh, đây là kỳ họp quan trọng, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến và quyết định đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế xã hội trong thời gian đến. Kỳ họp diễn ra trong thời điểm cả tỉnh phải tập trung mọi lực lượng để khắc phục hậu quả bão lũ, tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Do vậy thời gian cũng phải rút ngắn. Do đó yêu cầu các đại biểu phải tập trung trí tuệ để thực hiện hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, Sở Khoa học Công nghệ đã trình bày tờ trình quy định về cơ chế hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Theo đó, cơ chế này được thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân được thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, và là cơ sở góp phần xã hội hóa, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo. Sở Nội vụ trình bày dự thảo nghị quyết về quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Duy Xuyên, Tam Kỳ. Sở Xây dựng trình bày tờ trình cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án đô thị. Bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Đại Lộc. Bố trí vốn cho dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất quốc phòng chuyển giao tại xã Tam Quang. Điều chỉnh bổ sung lần 2 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 và khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2 tại xã Tam Hiệp, xã Tam Giang, huyện Núi Thành. Điều chỉnh nghị quyết về giảm mức phí tham quan trên địa bàn tỉnh. Cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2018 chưa giải ngân hết. Quyết định chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện đường ven biển 129 vào chí công. Với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết và cho ý kiến các nội dung mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 đã thống nhất thông qua các tờ trình miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đối với ông Phạm Hồng và ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Huỳnh Khánh Toàn và ông Trần Đình Tùng nghỉ hưu theo chế độ, miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các ông Phan Văn Chiến, Giám đốc Sở Tài chính, ông Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế với lý do nghỉ hưu theo chế độ và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 vì đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ trong thời gian qua. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường cũng đã kêu gọi các hội, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa, kịp thời thăm hỏi động viên và chung tay hỗ trợ người dân vùng bị nạn. Và tin tưởng với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam sẽ nhanh chóng vượt qua những khó khăn, mất mát, sớm phục hồi sản xuất, đưa cuộc sống nhân dân trở lại bình thường. Sáng nay, đoàn công tác của Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi động viên và trao tặng kinh phí hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp đoàn. Thay mặt nhân dân, cán bộ chiến sĩ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, chia sẻ những mất mát khó khăn, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người thân chết và mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng cho biết, hướng về tỉnh kết nghĩa, những ngày qua, các địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã phát động nhiều chương trình kêu gọi ủng hộ, quyên góp để hỗ trợ đồng bào Quảng Nam. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng trao tặng Quảng Nam số tiền 2 tỷ đồng, góp phần khắc phục do bão lũ gây ra. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cảm ơn tình cảm sâu sắc của tỉnh Thanh Hóa dành cho nhân dân Quảng Nam. Đây là nguồn hỗ trợ kịp thời, động viên đồng bào các vùng ảnh hưởng của tỉnh, sớm khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, tỉnh Quảng Nam hiện có 24 người chết, 23 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ, ước tính tổng thiệt hại khoảng 5.000 tỷ đồng.
Cũng trong sáng qua, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ 200 triệu cho Ủy ban dân huyện Thăng Bình khắc phục hậu quả bão số 9, thăm tặng quà cho các nạn nhân vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Sáng nay, trong chuyến thăm và hỗ trợ lũ lụt tại Quảng Nam, đoàn công tác của Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa viếng hương nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam và tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thủy Dung đi cùng đoàn. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa tưởng niệm, dành phút mặc niệm, thể hiện sự biết ơn vô bờ bến trước 65.300 anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân xương máu cho nền độc lập, tự do dân tộc. Sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã viết nên trang sử vàng chói lọi, soi rọi cho những thế hệ trẻ tiếp bước theo sau. Dịp này, đoàn công tác được dâng hoa viếng hương tri ân, tưởng niệm tại nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa, nơi ghi danh 1.340 liệt sĩ Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam. Tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các đại biểu đã lần lượt dâng hoa tưởng niệm, thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh lớn lao của những người mẹ Việt Nam Anh Hùng trong công cuộc đấu tranh, giải phóng, xây dựng và bảo vệ đất nước. Nằm trong chuyến công tác thăm và hỗ trợ khắc phục bão lũ tại tỉnh Quảng Nam, chiều nay ngày 2 tháng 11, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi hỗ trợ trạm y tế xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ và nhân dân trên địa bàn. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn gửi lời thăm hỏi và chia sẻ với những thiệt hại của đơn vị sau cơn bão số 9, đồng thời động viên cán bộ y bác sĩ tại trạm sớm khắc phục thiệt hại sau bão để tiếp tục thực hiện tốt vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng thuốc và trang thiết bị y tế cho trạm y tế xã Tam Phú, đồng thời đến thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ hai trường hợp người dân bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 9 tại thôn Phú Bình và Phú Thạnh. Để kịp thời hỗ trợ huyện Phước Sơn tìm kiếm thi thể của 11 nạn nhân bị vùi lấp do lũ quét tại thôn 3 xã Phước Lộc, sáng ngày 2 tháng 11, tỉnh Quảng Nam đã điều động các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, hành quân vào hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Với tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn, lực lượng biên phòng, công an và dân quân địa phương đã vượt qua hàng chục km đường núi quanh co, hiểm trở, nhiều điểm còn sạt lở nặng để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở do lũ quét tại thôn 3 xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Đến chiều ngày 2 tháng 11, đã tìm thấy 8 trên 13 thi thể người dân bị vùi lấp và an táng theo phong tục địa phương. Cũng trong ngày 2 tháng 11, Sư đoàn Không quân 372 Quân chủng phòng không Không quân cũng đã tiến hành thả thêm 2 tấn hàng cứu trợ cho xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ngay sau cơn bão số 9 đi qua, ngành giáo dục Nam Trà My đã tập trung khắc phục các hậu quả, dọn dẹp trường lớp để phục vụ việc dạy và học trở lại bình thường. Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My, sáng ngày 2 tháng 11, các trường trên địa bàn huyện đã đón học sinh trở lại và tiến hành dạy học bình thường ở tất cả các cấp học. Riêng học sinh ở xã Trà Leng chưa thể đến trường do điều kiện cơ sở trường lớp chưa khắc phục xong, các tuyến đường trên địa bàn xã còn bị cô lập nhiều nơi. Tại các điểm trường thôn bị thiệt hại chưa thể khắc phục, nhà trường cũng đã bố trí mượn tạm nhà dân cho giáo viên và học sinh đến lớp. Trong thời gian tới, dự đoán thời tiết còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nên ngành giáo dục huyện Nam Trà My đã chủ động lên các phương án vừa đảm bảo thời gian, nội dung chương trình năm học, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng của giáo viên và học sinh. Thưa quý vị, đường xá bị sạt lở nặng nề, nhiều thôn nóc bị chia cắt sau bão số 9. Để giúp người dân địa phương sớm có nơi trú ngụ, vận chuyển lương thực thực phẩm thiết yếu, chính quyền huyện Bắc Trà My đã huy động gần 100 chiến sĩ dân quân trực tiếp về các xã vùng sâu vùng xa nhất của huyện để giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa bão. Hành quân hơn 4 giờ đồng hồ, đi bộ gần 15 cây số đường rừng, lực lượng dân quân và các chiến sĩ ban chủ huy quân sự huyện Bắc Trà My mới đến được làng Sanu, xã Trà Ca, huyện Bắc Trà My. Ngôi làng có 24 ngôi nhà bị mưa lũ cuốn trôi hoàn toàn, 90 ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng nặng. Hiện tại, 234 nhân khẩu tại đây phải sống trong cảnh tạm bợ, nương tựa lẫn nhau.
nhiều ngôi nhà các chiến sĩ dân quân phải cào sút hơn 1 mét bùn đất mới thấy được nền nhà. Có 3 giờ là con lốc nước lớn, quá từ mấy năm trước thì chưa từng thấy như thế, năm nay thấy khủng khiếp lắm. Nhà cửa thì tăng bành hết, không kịp di dời đồ đạc này nọ bay đi hết. Bữa cơm trắng với mì tôm của gia đình chị Nguyễn Thị Lan, thôn Mục, xã Trà Ca, nay lại thêm mấy đứa nhỏ trong làng, bởi nhà chúng cũng chẳng còn gì sau mưa bão. Hàng chục kho chứa thóc của người dân trong làng đã bị nước lũ cuốn trôi. Người dân trong làng phải đi nhặt nhạnh lại các vật dụng, gói ghém ít quần áo còn sót lại để cùng nhau vượt qua những ngày khó khăn phía trước. Để giải quyết lương thực trước mắt, huyện Bắc Trà My phải sử dụng nguồn gạo được dự trữ tại các trường học để hỗ trợ thêm cho dân. Trước hết là huy động cái nguồn tại chỗ khắc phục, rồi hỗ trợ cho một số cái mì tôm, rồi nước uống, bánh ngọt. Đời sống bà con rất là khó khăn, nhưng mà trong lúc đời sống thì trong cái cuộc sống hàng ngày để mà hỗ trợ cho họ ăn uống là đảm bảo, nhưng mà còn khó khăn rất là nhiều, cần phải khắc phục tất cả những cái thiệt hại lớn. Thứ nhất, thứ hai cần phải có cái sự hỗ trợ nhiều cái nguồn mạnh thường quân cùng với lại chính quyền địa phương á, mà xác định những cái nhà mà nó tốc mái hoàn toàn á, thì bây giờ là tạm dỡ và xếp lại cho nhân dân, và để chờ trời nắng thì để ổn định cho nhân dân là vào ở được. Cái thứ hai là những cái nhà mà nó hư hại nhẹ là lột và lợp lại tất cả các cái mái tôn này rồi sửa lại và ổn định cái chỗ ở cho nhân dân trước mắt là ở được. Sau khi mà nhân dân ở vào ở ổn định xong á, chúng tôi sẽ đưa cái lực lượng ra để giúp các cái trường, rồi dọn dẹp tất cả các trường để sau khi trời nắng lên là đảm bảo học sinh vào học đúng thời gian quy định. Hiện nay tại xã Trà Ca, huyện Bắc Trà My vẫn chưa có điện, hệ thống thông tin liên lạc vẫn chưa được khôi phục. Nhưng hôm nay, ngôi làng Sà Nu của bà con xã Trà Ca, huyện Bắc Trà My đã ấm áp hơn nhờ những màu áo xanh không ngại khó khăn, gian khổ của những người lính bộ đội Cụ Hồ. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và ngay bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp.